Ngày 26 tháng 8 năm 2018, trên du thuyền 5 sao Sài Gòn Regis, thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội kết nối ngành làm đẹp Việt Nam VNB và chương trình truyền hình Đẹp không giới hạn do công ty Tincom Media sản xuất phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình UTV đã chính thức ra mắt. Tham dự sự kiện có gần 200 quan khách là các chuyên gia nổi tiếng về làm đẹp ở trong và ngoài nước, cùng các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, các nghệ sĩ nổi tiếng và các phóng viên báo đài. Mở đầu buổi lễ, vũ đoàn Bồ Công Anh mang đến tiết mục nhảy hết sức sôi động. Trong vài năm trở lại đây, các thành phố lớn tại Việt Nam bùng nổ hàng loạt những trung tâm thẩm mỹ spa khiến thị trường này dần trở nên cạnh tranh khốc liệt. Số lượng khách hàng đến với dịch vụ làm đẹp ngày càng nhiều, nắm bắt được yêu cầu cấp bách trên với mong muốn cập nhật xu hướng làm đẹp của thế giới và nâng tầm ngành thẩm mỹ nước nhà. Chi hội kết nối ngành làm đẹp Việt Nam VNB ra đời theo quyết định số 02/HĐNTN Bộ Nội vụ ký ngày 4 tháng 1 năm 2018. Ông Ngô Văn Điểm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam, đánh giá về việc ra đời hội tác động như thế nào đến ngành làm đẹp nước nhà. Một cái chương trình được tổ chức rất chu đáo và đây là một cái việc bắt đầu, và sắp tới thì còn nhiều việc phải làm để chúng ta làm sao cho hội càng vững mạnh và chi hội góp phần xây dựng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Bà Sầm Như Lan phát biểu mục tiêu của hội. Hội VNB ra đời để là một cái nơi kết nối tất cả các doanh nhân trong ngành làm đẹp để giao lưu với nhau, kết nối, chia sẻ và những kinh nghiệm, học hỏi những cái và cập nhật những cái xu hướng mới. Góp vui trong sự kiện, nhóm ca An Nhiên gửi đến ca khúc Lời Yêu Thương với sự có mặt của 4 thành viên: diễn viên Mai Thu Huyền, Hoa Khôi Doanh nhân Thùy Linh, Á Khôi Doanh nhân Trần Ngọc Lan và ca sĩ Phương Nhạc. Diễn viên Mai Thu Huyền, tổng giám đốc công ty Tincom Media giới thiệu về chương trình truyền hình Đẹp không giới hạn sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần vào lúc 19 giờ thứ bảy và phát lại vào lúc 10 giờ 30 thứ tư và 15 giờ thứ năm trên kênh truyền hình UTV. Đồng thời sẽ được phát quảng bá rộng rãi trên hệ thống truyền hình online FPT Play, kênh YouTube của nhà sản xuất Tincom Media. Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự hỗ trợ thông tin của nhiều đơn vị truyền thông uy tín như tạp chí Làm Đẹp, Di Quan TV, Star Talk, Trường Sơn Media, Unis Media, Phụ Nữ Ngày Nay, Ngôi Sao Doanh Nhân, Sức Khỏe và Sắc Đẹp. Chương trình với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước về lĩnh vực làm đẹp như bác sĩ thẩm mỹ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế thời trang, giáo viên dạy thể hình, chủ các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ làm đẹp cùng nhiều khách mời nổi tiếng là các nghệ sĩ, doanh nhân, người của công chúng. Chắc chắn sẽ giải đáp được những thắc mắc cũng như cung cấp cho khán giả những kiến thức thực sự cần thiết và hữu ích. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã dành thời lượng nhất định để các nhà tài trợ chính giới thiệu sản phẩm, dịch vụ ưu việt của mình đến với đông đảo khách mời. Trong lĩnh vực làm đẹp thì nam và nữ đều có những cái mối quan tâm về vẻ ngoài. Chính vì vậy, những cái thông tin mà đầy đủ nhất đem đến cái kiến thức, những cái cách làm đẹp an toàn, cách làm đẹp tự nhiên thì mình nghĩ rằng là nó đang thiếu. Chính vì vậy cũng rất là cần những cái chương trình, những cái thông tin mà truyền tải đến cho khán giả, những cái thông tin mà nó đầy đủ nhất và có những cái vị bác sĩ, những người làm đúng chuyên môn, họ sẽ đem đến những cái giải pháp làm đẹp an toàn. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng chương trình để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đến dự sự kiện này với mong muốn là trong tương lai sẽ có những dự án làm việc với thị trường Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự được trở thành nhà tài trợ vàng cho chương trình và chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng kinh doanh đối với các nhà phân phối ở Việt Nam. Với vai trò là nhà tài trợ cho sự kiện, chúng tôi mong muốn thời gian sắp tới sẽ có cơ hội mở rộng thị trường ở Việt Nam. Tôi cảm thấy buổi gala ngày hôm nay rất là ý nghĩa. Thứ nhất là giúp cho doanh nghiệp Việt Nam chuyên đề về ngành thẩm mỹ, ngành làm đẹp. Chúng tôi có cơ hội giao lưu, kết bạn và tạo ra những cái cách kinh doanh lành mạnh. Và đặc biệt rằng chúng tôi sẽ có những cái động lực để tiếp tục vươn xa hơn nữa, mang tất cả những sản phẩm tốt nhất vào thị trường Việt Nam, giúp cho chị em phụ nữ Việt Nam ngày càng xinh đẹp. Xuân Hương đã có gần 30 năm hoạt động trong ngành làm đẹp và có hơn 200 dịch vụ để làm đẹp cho tất cả các chị em phụ nữ. Và tôi cảm thấy rất vui khi ngày hôm nay có mặt trong chương trình ý nghĩa này, là đã được kết nối các ngành làm đẹp và để tuyên truyền những công nghệ làm đẹp tới tất cả các thẩm mỹ viện để cho chúng tôi càng ngày càng được những công nghệ tân tiến mới nhất của thế giới.
Đây là một cơ hội rất là tốt để cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp có thể quảng bá được những thương hiệu, những sản phẩm, những dịch vụ của mình đến đối với đông đảo khán giả trên khắp cả nước. Kết thúc sự kiện lễ ra mắt Chi hội kết nối ngành làm đẹp Việt Nam VNB và giới thiệu chương trình truyền hình đẹp không giới hạn là chương trình bốc thăm trúng thưởng với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho tất cả khách mời tham dự.